Gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có hơn 40 vận động viên tại Thế vận hội Olympic đã được chuẩn đoán nhiễm Covid-19, nơi vật một làn sóng dịch bệnh mới đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Tại Trung Quốc, biến thể mới của Covid-19 đang lây lan nhanh chóng, nhiều bệnh viện và nhà tăng lễ ở Trung Quốc chật kín người. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết đang cân nhắc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm đối với bệnh động mùa khỉ trong bối cảnh dịch bệnh này đang bùng phát mạnh mẽ ở châu Phi. Hơn 40 vận động viên nhiễm Covid-19 gửi tín hiệu đáng lo ngại tới Olympic Paris 2024. Theo báo cáo truyền thông quốc tế, bà Maria Van Gogh, nhà dịch tễ học, phụ trách dịch bệnh và chuẩn bị cho đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho biết trong cuộc họp báo ở Geneva hôm thứ Ba rằng, trong những tháng gần đây, nhiều quốc gia đã trải qua các đợt bùng phát COVID-19 mới, bao gồm Thế vận hội Paris 2024 với ít nhất 40 vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bà Van Kerkhove nói, sau khi cơn ác mộng đại dịch chấm dứt, mọi người thực sự nghĩ rằng COVID đã biến mất, nhưng virus vẫn chưa hề biến mất. Nhiều quốc gia đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm COVID-19 trong những tháng gần đây bao gồm cả tại Thế vận hội 2024. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các vận động viên bị nhiễm bệnh. Bà Vang Công Khốc cho biết, dữ liệu từ 84 quốc gia cho thấy tỷ lệ các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 đã tăng lên trong nhiều tuần. Điều này dẫn đến số ca nhập viện và tử vong tăng lên ở một số quốc gia. Vì vậy, các nước cần phải cải thiện tính linh hoạt trong cơ chế ứng phó của mình. Bà cũng cảnh báo rằng những diễn biến hiện tại rất đáng chú ý vì chúng cho thấy COVID đang tiếp tục phát triển, thay đổi và lây lan ở tất cả các quốc gia. Điều này khiến tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm các loại virus nghiêm trọng hơn. Những loại virus như vậy có thể trốn tránh việc bị phát hiện hay những can thiệp y tế của chúng tôi, bao gồm cả việc tiêm chủng. Các trường hợp nhiễm COVID tại Olympic Paris gần đây đã đều bật sự lây lan hiện nay của virus và WHO lo ngại rằng tỷ lệ tiêm chủng chống lại virus COVID-19 đã suy giảm nghiêm trọng. Tổ chức này khuyến nghị nên tiêm vaccine COVID-19 cùng với tiêm phòng cúm theo mùa để cải thiện phạm vi bao phủ. Bà Van Gogh nói, điều chúng tôi lo ngại là với mức độ tiêm chủng thấp và mức độ lây truyền cao như vậy, nếu có nhiều biến thể nghiêm trọng hơn xuất hiện, khả năng mắc bệnh nghiêm trọng ở các nhóm nguy cơ cao là rất cao. Bên cạnh việc Covid-19 đang lây lan tại Thế văn hội 2024, cảnh báo về dịch bệnh Covid-19 của Trung Quốc cũng đang vang lên mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia Trung Quốc cho biết các biến thể mới là XTV và KB3 đang là mối đe dọa mới nhất tại đất nước này. Biến thể Covid-19 mới lây lan, nhiều bệnh viện và nhà tăng lễ ở Trung Quốc chật kín người. Biến thể mới nhất của COVID-19 KB3 đang lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới. Gần đây, nhiều bác sĩ đại lục đã chia sẻ các video nhắc nhở người dân rằng biến thể KB3 đang lây lan và mọi người nên chú ý đến các biện pháp phòng ngừa. Phó Giám đốc Quách, bác sĩ Nhi Khoa tại Bệnh viện Phọng Kinh thuộc Viện Khoa học Y học Trung Quốc ngày 2 tháng 8 đã đăng trên mạng xã hội Weibo rằng biến thể KB3 đang bùng phát dữ dội và cần giữ chữ sẵn 4 loại thuốc dành cho trẻ em. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa chính thức công bố về biến thể KB3. Dữ liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố cho thấy, hiện tại các biến thể COVID đang lưu hành ở Trung Quốc là JN1 và biến thể phụ XDV. Trong khi đó, người dân nhiều nơi tại Trung Quốc tiết lộ rằng làn sóng dịch bệnh lần này rất khốc liệt và có tính lây lan cao, số bệnh nhân mắc bệnh nặng cũng như đột tử đều tăng mạnh. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc luôn che giấu tình hình dịch bệnh, nên các bệnh viện cũng không hề đề cập đến COVID-19. Bà Ngụy, một người dân ở Xích Phong, nội mông nói, dịch bệnh hiện nay rất nghiêm trọng, khu vực này có rất nhiều người nhiễm bệnh, triệu chứng chủ yếu là đau họng, rất nhiều người đến bệnh viện khám và nhập viện. Bệnh viện luôn chật kín người, mọi người ở mọi lứa tuổi đang chết dần. Hiện tại, dịch bệnh đang lây lan nhưng chính quyền không thông báo, cũng không báo cáo số người chết, tất cả đều giấu giếm. Ông Dư sống ở Tuân Nghĩa, Quý Châu tiết lộ, năm nay nhiều người trong đơn vị chúng tôi đã qua đời ở độ tuổi 50 và 60. Tôi đã đến nhà tang lễ 3 lần, nhà tang lễ đều chật kín. Những người ra đi đều ở độ tuổi từ 50 đến 80. Ông Lưu, cư dân giai mục tư tỉnh Hắc Long Giang cho biết, người nhiễm bệnh chủ yếu là trẻ em đang học tiểu học và mẫu giáo. Những trẻ em mẫu giáo đang đến trường, nếu có bệnh sẽ được cho về nhà và tự chữa trị. Những người bị sốt và viêm phổi nặng được đưa đến ICU để cấp cứu. Trước tình hình này, nhiều người cũng nghi ngờ tỷ lệ tử vong đột ngột gia tăng có liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Vì sau khi tiêm vaccine, nhiều người đã bị suy giảm khả năng miễn dịch, dễ mắc bệnh và để lại nhiều di chứng khác nhau. Trong khi làn sóng COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại trên quy mô lớn, thì mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng bệnh đậu mùa khỉ đã bùng phát ở nhiều nước tại châu Phi. Tổng giám đốc với WHO cho biết cơ quan y tế này đang cân nhắc về việc liệu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có nên được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm hay không. Trong đó, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm là cảnh báo mạnh nhất trong một đợt bùng phát dịch bệnh. Tuyên bố như vậy đã được đưa ra đối với đại dịch COVID-19 trong năm 2020. Giám đốc WHO cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo sức khỏe vào thứ Tư để thông báo cho các bác sĩ lâm sàng và sở y tế về bệnh động mùa khỉ. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết cơ quan y tế này đang cân nhắc về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bệnh động mùa khỉ trong bối cảnh dịch bệnh này đang bùng phát mạnh mẽ ở châu Phi. Hôm thứ Tư, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Tôi đã quyết định triệu tập một ủy ban khẩn cấp theo quy định y tế quốc tế để tư vấn cho tôi về việc liệu đợt bùng phát bệnh động mùa khí này có phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm hay không. Mặc dù không cung cấp ngày hoặc mốc thời gian cho khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp, ông Tedros nói thêm rằng ủy ban của WHO sẽ họp sớm nhất có thể và sẽ bao gồm các chuyên gia độc lập từ nhiều lĩnh vực có liên quan trên khắp thế giới. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm, PSGIC là mức báo động cao nhất mà WHO có thể đưa ra và cho phép ông Tedros kích hoạt các phản ứng khẩn cấp theo quy định y tế quốc tế. Trước đó, WHO đã từng cảnh báo về một đợt bùng phát bệnh động mùa khỉ kéo dài từ năm 2022 đến năm 2023, trong khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp về loại virus này. Trong đợt bùng phát đó, nó đã ảnh hưởng đến châu Âu và Hoa Kỳ. Thông báo mới nhất của WHO được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết trong báo cáo tuần trước rằng bệnh đậu mùa khỉ hiện đã được phát hiện tại 10 quốc gia Châu Phi trong năm nay, bao gồm Congo, nơi chiếm hơn 96% tổng số ca mắc và tử vong đợt bùng phát bệnh động mùa khí hiện tại ở Cộng hòa dân chủ Congo đã gia tăng đột biến do một chủng virus nghiêm trọng hơn hiện đang được báo cáo ở các nước đáng ghiền trong những tháng gần đây. kể từ năm 2023, quốc gia này đã ghi nhận khoảng 27.000 ca mắc bệnh và cấp đi sinh mạng của hơn 1.100 người. Các quan chức y tế cho biết. Gần 70% các trường hợp ở Congo là trẻ em dưới 15 tuổi và những trẻ em này cũng chiếm 85% số ca tử vong. Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến thời điểm hiện tại có gần 14.250 ca mắc bệnh trong năm nay, gần bằng cả năm ngoái. Theo tờ UN News, hiện tại có hai loại vaccine động buộc khỉ đã được các cơ quan quản lý quốc gia thuộc WHO phê duyệt và nhóm chuyên gia về tiêm chủng SATE của WHO cũng đã khuyến nghị. Bệnh đầu mùa khỉ là một bệnh do virus đặc hữu xuất hiện tại Trung và Tây Phi. Nó có thể lây truyền qua tiếp xúc vật lý giữa người, động vật hoặc vật bị nhiễm virus. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể và sưng bạch huyết, sau đó xuất hiện phát ban hoặc đi kèm phát ban có thể kéo dài 2 đến 3 tuần. Lời tiên tri của mục sư Bix về một dịch bệnh nghiêm trọng sắp xảy ra liệu có ứng nghiệm mục sư người mỹ brandon Bix là người đã dự đoán đúng việc ông trump bị bắn đồng thời để chính xác chi tiết về hiện trường vụ án thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận một dự đoán khác gần đây của ông trên kênh YouTube Last Day cũng cảnh báo về Thế vận hội 2024. Ông nói, Chúa đã cho tôi thấy Thế vận hội trong biển lửa. Tôi không thể kể hết những gì Chúa cho phép tôi nhìn thấy. Nhưng đối với những người sống ở Paris, tôi muốn đưa ra lời cảnh báo cho các bạn. Tôi cầu nguyện cho Thế vận hội. Bên cạnh đó, vào hôm 5 tháng 7, ông Bix cũng đã cập nhật một dự đoán mới trên kênh YouTube của mình rằng nhân loại sẽ phải hứng chịu một trận dịch bệnh lớn hơn. Ông cho biết, Chúa đã bất ngờ cho ông nhìn thấy một số cảnh tượng trong tương lai khi ông đang lái xe và ông nhìn thấy một trận đại dịch còn đáng sợ hơn cả Covid-19 ập đến, tương tự như cái chết đen vào thế kỷ 14. Ông nói số người chết trong trận dịch này sẽ lên tới 350 triệu người. So với con số này, trận dịch virus corona mới năm 2020 chỉ là con số nhỏ. Ông Bix cho rằng nếu so sánh dịch bệnh này với một ngọn núi thì dịch bệnh Covid-19 năm 2020 chỉ là đợt ban đầu dưới chết núi và chưa thực sự tiến vào tâm bão của đại dịch. Và với tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới hiện nay, liệu đây có phải là một lời dạo đầu cho thảm họa mà ông Bix đã dự đoán?